Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Viêm Nhi là con à? Tiểu anh hùng lấy một địch 10 của hôm nay, làm gì mà ngồi ở đây vậy? Anh hùng gì chứ, chó mèo thì có. Bọn chúng chỉ con là phế thải, con muốn chứng minh con không phải, nhưng lại đánh thua. Thắng thua là chuyện thường ngày của nhà binh mà, lần sau thắng lại là được rồi. Không sao, không sao đâu. Không được nữa rồi, đấu khí của con đã biến mất rồi. Luyện thế nào cũng vô dụng, con thử rồi. Con nỗ lực gấp 10 lần, 20 lần người khác, không ăn cơm, không ngủ để luyện, đều chẳng thấm vào đâu hết. Con đã là phế nhân rồi. Con trai Tiêu Chiến ta, có thể thất bại nhưng mà không được bỏ cuộc. Tiêu Viêm, con nhớ kỹ cho ta. Con có thể bị khó khăn ở bên ngoài đánh ngã nhiều lần, nhưng tuyệt đối không thể nào bị bản thân mình đánh ngã. Nhưng mà cha, con Viêm Nhi, tên của con là ta và mẹ của con cùng nhau đặt. Viêm là nửa, là sinh mệnh lực không dứt, Phùng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Chúng ta hy vọng con có được sự ngoan cường và mãnh liệt để có thể đối mặt với sự cản trở của khó khăn. Dù thất bại bao nhiêu lần cũng không được chối bỏ bản thân. Cho dù suốt cả đời này không thể nào trở thành đấu giả, đấu sư thì đã sao? Chỉ cần ta có một trái tim của cường giả, ta vĩnh viễn là cường giả. Con hiểu rồi cha, tiểu tử giỏi. Cứ thế mình ước định đi, bất luận là lúc nào cũng tuyệt đối là không nhận thua. Viêm Nhi, con mãi mãi là đứa con mà ta kiêu ngạo nhất. Vậy đại ca và nhị ca thì sao? Chúng nó bỏ cha rồi. Viêm Nhi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cha mà. Không được, con lớn lên phải đi ra ngoài lịch lãm thế giới, dành một phần thiên địa cho chính mình. Tên tiểu tử thối này, chạy chạy đi. Tộc trưởng, bảo vệ tộc nhân, chạy mau. Hôm nay Tiêu Chiến ta thề bảo vệ Tiêu gia, chết không oán trách. Tới đi. Tộc trưởng, ngày hôm đó Tiêu gia bị hủy, tộc trưởng vì bảo vệ chúng tôi, một mình dụ ba tên áo trắng rời khỏi không rõ tung tích. Nói sao đây, cha người đã, không, tộc trưởng người vẫn sống đó. Tam thiếu gia, người nhìn này, ồ, đấy là miếng ngọc tổ truyền của Tiêu gia. Một nhiệm kỳ tộc trưởng đều lưu lại ở trên đó một ít lực lượng linh hồn. Tộc trưởng một khi chết, điểm sáng sẽ biến mất. Điểm sáng vẫn còn sáng này chứng minh cha ta vẫn còn sống. Miếng ngọc này có thể nhìn thấy người ở đâu rồi? Cái này không thấy được, đáng ghét, rốt cuộc là ai đã ra tay độc thủ như thế với Tiêu gia? Chẳng lẽ một chút đầu mối cũng không có? Muốn có manh mối không phải là rất đơn giản hay sao? Đúng là một lũ đần độn. Cố Lương bổn vương, cho dù cô vừa giúp chúng ta cũng không được nói lung tung như vậy. Cô nói ai đần độn hả? Cái gì mà cô nương bổn vương muốn chết hả? Mọi người bình tĩnh bình tĩnh. Đúng là anh. Nhìn lũ thật sự đần độn các ngươi đủ rồi, để bổn vương khai mở một chút tư tưởng cho các ngươi. Nha đầu, ngươi lúc nãy nói cái gì mà ra cái gì áo gia tộc? Vào mấy năm trước vừa kính vừa sợ Tiêu gia đúng không? Phường thị của họ không lớn như chúng ta, bán đồ không tốt như chúng ta, bọn họ cũng sợ Tiêu ca ca nữa. Ta đều né tránh đi. Chúng ta khi nào từ Vân Nam Tông trở về đây? 5 ngày trước sông lên núi, nếu như không phải cô giữa đường nhất định là phải đi mua sắm. Câm miệng. Tên mập, Tiêu gia bị phục kích là lúc nào? Buổi tối 3 ngày trước. Tên hói, phường thị Tiêu gia lúc nào bị hủy? Khoảng 2 ngày trước Tiêu gia mới bị phục kích, thì chúng ta căn bản không có tinh lực chống trả. Sức. Loài người ngu ngốc, dùng chỉ số IQ vốn có của các người mà nghĩ đi. Làm gì mà một đám gia tộc sợ hãi các người đột nhiên nhân lúc loạn mà phá hoại, mà còn dám đến trước nhà khiêu khích? Ý cô là có người xúi giục bọn chúng? Nhất định là vậy. Nếu không, cho dù là gia liệt 100 lá gan, bọn chúng cũng không dám đến Tiêu gia quậy phá. Ồ, cho nên Tiêu Viêm ca ca mới để cho bọn chúng đi. Bổn vương tỷ tỷ, người cũng thật lợi hại. Gọi ta là nữ vương đại nhân. Cái con nhóc này, nữ vương đại nhân bớt giận. Tiêu Viêm thiếu gia, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Cốc Ni đại sư. Thật xin lỗi, tại hạ biết được người của gia liệt đến Tiêu gia quậy phá,
Tự nghĩ sẽ đến giảng hòa, xem ra vẫn là trễ một bước. Đại sư khách khí rồi, Mễ Lạc Nhĩ luôn ở thế trung lập, ngài có thể đến đây đã là rất nể mặt Tiêu gia rồi. Đại nạn lần này của Tiêu gia, không biết Tam thiếu gia có sự tình gì, có dự tính gì. Ta tự có quyết định, nhưng mà bây giờ chỉ là Tiêu gia ta nguyên khí đại thường. Tam thiếu gia, sợ gì chỉ một hơi thở, chúng ta cũng vì Tiêu gia huyết chiến đến cùng. Đúng, chúng ta phải báo thù. Nhưng mà nếu như cách làm của ta sẽ phải làm ngược lại với tâm ý của mọi người thì sao? Thiếu tộc trưởng, việc ngài muốn làm là việc Tiêu gia muốn làm. Mệnh lệnh của ngài trên dưới Tiêu gia nhất định là toàn lực chấp hành, tuyệt đối không thắc mắc. Hai vị trưởng lão, các người đây nè. Lão tộc trưởng, tung tích không rõ, Tiêu gia chịu tổn thương lớn, còn phải nhờ vào Tam thiếu gia đối mặt lãnh nhiệm vụ. Hy vọng Tam thiếu gia dẫn dắt Tiêu gia vượt qua nguy cơ. Xin thiếu tộc trưởng làm rõ, trên dưới Tiêu gia vì thiếu tộc trưởng mà tuyệt đối phục tùng. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhất định là toàn lực phối hợp. Nếu đã như vậy, Tiêu Viêm ta tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của tộc nhân, nhất định là không để Tiêu gia mất mặt. Tiếp theo đây, chúng ta phải đi đến đòi nợ những người đã động qua Tiêu gia. Ta phải để bọn chúng biết kết cục của mượn gió bẻ măng, dậu đổ bình neo. Những tên hãm hại người vô tội phải bị báo ứng, sự báo thù của Tiêu Viêm bắt đầu. Áo ba gia tộc, phải thế nào mới được đây? Nên làm sao bây giờ? Lại nhảm nữa rồi. Chà, giờ làm nhảm như là ông ta rồi đấy. Đừng cố mà nghịch đống đá đó nữa. Không nghĩ ra cách gì, chúng ta cũng biến thành đá đó. Nếu không phải là thằng nhóc nhà ngươi nói Tiêu Viêm đã chết rồi, chúng ta làm sao mà rơi vào hoàn cảnh này chứ? Nhưng mà hôm đó người đó rõ ràng... Chà, Giao Niệt thiếu gia không hay rồi, người của Tiêu gia. Ôi trời ơi, chết đến nơi rồi sao? Không, bọn họ mang đến một tấm thiếp mời, mời hai vị đến tham gia cuộc đấu giá của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cái gì đấu giá ư? Tộc trưởng áo ba mặt, tiểu nhân đích thân đến mời ngài và Gia Niệt thiếu gia đến tham gia đấu giá. Rất mong ngài tới dự đấy. Cốc Ni đại nhân, xem ra không đi không được rồi. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tộc trưởng áo ba mặt và Gia Niệt áo thiếu gia, đại giá quang lâm, Tiêu Viêm ta rất là lấy lòng vinh hạnh. Tiêu Viêm, đủ rồi, đừng có mà cố làm ra vẻ thần bí nữa, muốn đánh muốn giết thì tùy. Áo ba mặt tộc trưởng, đừng có mà suốt ngày đánh đánh giết giết nữa đi, để tổn thương tình cảm đôi bên. Thực ra đây chỉ là một cuộc đấu giá mà thôi. Hôm nay thứ tôi muốn đấu giá chính là phường thị của Tiêu gia, còn có tất cả văn tự nhà đất của Tiêu gia nữa. Bất kể là ai trong hai vị đạt được đất đai của Tiêu gia đều sẽ có quyền hạn tuyệt đối với nó. Tiêu Viêm, cậu có ý gì đây? Người hại chết cha ta, còn lâu ta mới tin lời bậy bạ của người. Không cần kích động, ta vẫn chưa nói hết. Lần này đấu giá này, giá khởi điểm là 1 kim tệ. Hơn nữa, Tiêu gia sẽ giúp cho gia tộc nào thắng lợi tiêu diệt tận gốc gia tộc còn lại. Ngươi đừng tưởng làm như vậy là có thể ly gián bọn ta. Ta ra giá 1 kim tệ. Một núi không thể nào có hai hổ. Gia Niệt tiểu tử, vị trí của gia tộc lớn nhất ở Ô Thản Thành này đã đến lúc phải quyết định rồi. Ông mất trí thật rồi. Được, đã vậy ta ra giá 10 kim tệ. Lão già như ông, tốt nhất là nên thoái vị, nhường cho lớp trẻ đi. Đồ phá gia chi tử như người mà cũng đòi qua mặt ta hay sao? 100 kim tệ. Thì sao? Gia Niệt gia ta giàu hơn. Ta ra giá 1 vạn kim tệ. 1 vạn kim tệ mà đòi vượt mặt áo ba gia ta hay sao? 10 vạn kim tệ. Ông coi nhà Gia Niệt ta là ăn mày hay sao? Ta ra giá 100 vạn. Ta ra giá 200 vạn. Ta ra giá 300 vạn. 350 vạn. Việc liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, hai vị đừng có vội, từ từ thôi. Ta ra giá 10 triệu kim tệ. Ta không tin, ông ra giá hơn được, lão già chết tiệt. Ta ra giá 16 triệu. Có rồi thì ra giá tiếp đi. Cái gì? Ông bị điên rồi sao? Tài sản của áo ba gia tộc cũng chỉ có từng đấy. Chỉ cần bảo tồn được gia tộc, huynh gia bại sản thì sao chứ? Tiểu tử thối còn muốn đấu với ta sao? 1.600 vạn, lần thứ nhất. Gia Niệt áo thiếu gia, ngài không ra giá nữa sao?
À không có đủ tiền rồi. Nếu mà ngươi có thể nói cho ta một chút tin tức tình báo có giá trị, ví dụ như kẻ nào xúi giục giật dây đột kích tiêu ra, tôi sẽ xem xét có nên kết thúc cuộc đấu giá hay không. Hả? Ngươi muốn biết hay sao? Chuyện này ta biết. Ấy, sao lại có thể như thế được? Mấy hôm trước, đúng, chính là lần tập kích tiêu gia hôm đó, tôi đang trên đường về nhà. Ấy, u cha, lửa lớn thật đấy, hình như là hướng nhà tiêu gia, chỉ trách bọn họ gặp xui xẻo. Đáng ghét, đây là tiêu chiến. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, sao lại ra tay độc ác với tiêu gia như vậy? Xuống địa ngục đi, đi mà hỏi đứa con trai Tiêu Viêm đã chết của ngươi ấy. Ngươi nói gì? Viêm Nhi, nó. Chiêu thức đó, vết sẹo đó là Vân Nam Tông, Vân Năng. Sau đó thì sao, cha ta thế nào? Sau đó, người mặc áo trắng đó lên đằng trước xem xét. Nhưng mà tiêu tộc trưởng ông ấy đã biến mất như là tan vào hư vô rồi. Ngươi nói gì, phụ thân của ta, ông ấy biến mất sao? Đúng đúng, biến mất không thấy luôn. Người mặc áo trắng đó hình như là cũng không tin. Ui à, Tiêu gia Tam thiếu gia, thông tin của gia niệt áo, cậu ấy không thấy ưng ý hay sao? Thế là tôi đấu giá thành công rồi đúng không? Tí nữa thì quên mất. Gia niệt gia với 1 triệu kim tệ và một thông tin tình báo đã đấu giá thành công tất cả gia sản nhà họ Tiêu. Lần đấu giá này, phường thị của Tiêu gia do gia tộc áo bà với 16 triệu kim tệ đấu giá được. Cuộc đấu giá này do Mễ Đặc Nhĩ cử hành, đấu giá công bằng minh bạch, từ bây giờ có hiệu lực, hả? Tiêu Viêm, tiểu tử thối nhà ngươi đùa chúng ta chắc? Không thể nào để Mễ Đặc Nhĩ làm loạn được. Xong rồi, tiền của tôi, gia sản của tôi, cha ơi, con phải làm sao đây? Chuyện lần này là do Vân Nam Tông, quan hệ lớn đấy, Cốc Ni đại sư. Tôi vẫn còn muốn nhờ ngài một việc. Mễ Đặc Nhĩ đại nhân truyền mệnh lệnh, chỉ cần là yêu cầu của Tiêu Viêm thiếu gia, chúng tôi sẽ nhất định phục tùng. Đêm, thành môn ở Ô Thản Thành. Lần này đa tạ Mễ Đặc Nhĩ đã giúp đỡ đấu giá, mới có thể làm cho hai nhà gia niệt và áo ba gắn hết gia sản để mua lại sản nghiệp của Tiêu gia. Lần này đúng là lão may nở mặt rồi, nợ gì cũng trả rồi. Không phí đến một binh một tốt mà có thể làm cho hai gia tộc trong một đến thảm hại, đều nhờ diệu kế của Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng, đúng là tài trí hơn người. Tộc nhân Tiêu gia có thể di chuyển như vậy đều nhờ có 8 chiếc nạp giới của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đúng là quá tốt rồi. Thực lực của Vân Nam Tông rất là lớn, Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng cũng là sợ liên lụy đến các người mới quyết định đem rời Tiêu gia đến nơi của đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Ở đó thế lực của Vân Nam Tông không thể nào với tới được, lại còn an toàn hơn. Chúng tôi nhất định là sẽ ở đó phát triển thực lực của Tiêu gia, thành cánh tay đắc lực cho thiếu tộc trưởng. Cháu cũng muốn lớn thật nhanh, về sau sẽ giúp cho Tiêu Viêm ca ca. Cái con bé này, đại trưởng lão đã đến lúc rồi. Ông nội, sao Tiêu Viêm ca ca không đi cùng với chúng ta? Vì thiếu tộc trưởng còn có việc quan trọng phải làm. Thiếu tộc trưởng, lần này người tới Vân Nam Tông hết sức phải cẩn thận. Đại điện của Vân Nam Tông. Vân Năng, ngươi biết tội hay chưa? Vâng, thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ vốn muốn điều tra phía sau Tiêu Viêm sao có nhiều sự giúp đỡ ngầm của đấu hoàng như vậy, nhưng nghĩ Tiêu Viêm và làm cho Vân Nam Tông mất mặt, đệ tử thấy rất là tức giận. Đối với Tiêu gia, Vân Nam Tông từ trước tới nay hành sự quang minh lỗi lạc, sao lại có thứ làm những việc đê tiện như ngươi cơ chứ? Thiếu tôn chủ dạy phải, là thuộc hạ nhất thời bị thù hận che mắt, làm ra việc ngốc nghếch, quan dám dẻo miệng. Đủ rồi, không cần phải mắng nữa. Dù thế nào thì Vân Năng cũng vì Vân Nam Tông nỗ lực không mệt mỏi nửa đời người. Nếu đúng như hắn nói, chỉ phá vài căn phòng của Tiêu gia thì bảo người mang tiền đền Tiêu gia đền bù thiệt hại là được. Vâng, đệ tử xin nguyện bỏ ra bổng lộc 35 bồi thường cho Tiêu gia. Chỉ là đệ tử lo lắng tên tiểu tử Tiêu Viêm kia không chịu để yên mà thôi. Tiêu Viêm, ngươi quên lần trước ta đã nói gì hay sao? Nếu hắn dám đến Vân Nam Tông một lần nữa thì chỉ có đến mà không có về. Lão tông chủ thánh minh, đến tiểu tử Tiêu Viêm này đừng có vì việc này mà lại đến Vân Nam Tông chịu chết. Tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cái gì, tin tức có chính xác hay không? Tuyệt đối chính xác,
tình báo được Cốc Ni đại sư ở Ô Thản Thành nhiều ngày liên tục truyền đến. Tiêu gia rời đi trong đêm, hơn nữa Tiêu Viêm hắn mang theo cô nương tự xưng là Bổn Vương suốt ngày suốt đêm bay tới Vân Nam Tông. Hả? Bổn Vương cô nương, nếu không phải là ngươi ngăn lại, Bổn Vương đã cho nha đầu đó biết tay rồi. Tiêu Thanh cũng rất là quý cô mà, cũng vì nó lưu luyến không muốn rời cô mà thôi. Cái loại người các ngươi thể hiện tình cảm kỳ lạ quá. Tỷ tỷ Bổn Vương sau này nhớ tìm Tiêu Thanh cùng đi chơi nhé. Gọi ta là nữ vương bệ hạ, nha đầu ngốc. Thật ra trong tim của cô cảm thấy rất vui phải không? Ngươi nói gì tiểu tử não xược? Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, ăn nói khô khan, nhưng cô đối xử với trẻ con rất là bao dung. Ây, làm gì có, ta chỉ là cảm thấy mới lạ mà thôi. Cái gì? Xà nhân như ta chỉ sùng bái sức mạnh và sự kiên trì, nếu không trong sa mạc khắc nghiệt sẽ không thể nào tồn tại được. Xà nhân trong trận chiến, tình thân, tình bạn với chúng ta hoàn toàn không có nghĩa. Chỉ cần những chiến hữu mạnh mẽ, thân là nữ vương, chỉ cần những quân dân mạnh mẽ, tất cả những tình cảm thương tổn, những tình cảm yêu thương tồn tại cuối cùng đều bị sự vô tình giết chết. Những con người không giống như vậy, rõ ràng là yếu ớt nhưng vẫn không biết tự lượng sức mình mà chống cự tới cùng. Rõ ràng đến thân mình còn không thể nào bảo vệ nổi, vẫn còn muốn cứu người khác. Con người ngu ngốc như vậy, bởi vậy nên bản vương mới cảm thấy thú vị. Con người chính là ngốc như vậy, rõ ràng biết không thể nào được, rõ ràng biết được sự nhỏ bé của bản thân, nhưng vẫn bỏ ra tính mạng đi bảo vệ thứ quan trọng của bản thân mình. Cho nên, cho dù là giống như là thiêu thân lao vào lửa, lại đến Vân Nam Tông, ngươi cũng muốn đi tìm phụ thân của ngươi ư? Đúng vậy, Vân Nam Tông thì sao? Đấu Tông Vân Sơn thì thế nào? Động tới người thân của Tiêu Viêm ta, thì cho dù có chết, ta cũng phải bắt các ngươi trả giá đắt. Vân Nam Tông phòng thủ nghiêm ngặt, cao thủ như mây, nếu muốn nén dò la tin tức bên trong sẽ rất là khó. Vốn bản thân ta cũng không muốn nén nút đột nhập Vân Nam Tông, nam tử hán phải đường đường chính chính xông vào mới đúng. Phá hoại gia đình của ta, bắt cóc cha ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vân Nam Tông. Ồ, khí tức này lẽ nào nà? Có đám khí tức hùng mạnh xông vào Vân Nam Tông, là đấu hoàng. Không, còn mạnh hơn đấu hoàng, là đấu tông. Mendusa, Vân Năng, ngươi mau cút ra đây cho ta. Tiêu Viêm, ngươi sao lại? Vân Năng, ngươi hủy Tiêu gia ta, bắt cóc cha ta. Tiêu Chiến, còn không mau ra đây nhận tội. Bắt cóc Tiêu Chiến? Vân Năng, ngươi lại dám nói dối như vậy? Thiếu tông chủ, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, thuộc hạ không có. Mendusa, ngươi đường đường là nữ vương mà lại bảo vệ cho thằng nhãi này đến chỗ của ta làm loạn hay sao? Vân Sơn, ngươi chỉ nghe lời phiến diện, dám kết luận bản vương đến làm loạn hay sao? Vân Năng là tự làm tự chịu, dù đúng hay sai cũng là chuyện của Vân Nam Tông, không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Vân Sơn, khuyết điểm của ngươi một chút vẫn chưa sửa, xem ra hôm nay bổn vương phải mang Tiêu Viêm tới đại não Vân Nam Tông của ngươi rồi. Thế nào, tiểu tử của Tiêu gia ngươi còn nhớ lời của ta đã nói hay không? Nếu có một lần nữa tới Vân Nam Tông thì chỉ có đến mà không có về. Để tìm cha ta, đừng nói là Vân Nam Tông, dù là núi đao biển lửa ta cũng xông vào. Não đông chủ, não tông chủ xin đừng. Thiếu tông chủ, xin đừng hành động theo tình cảm. Người muốn não tông chủ lút lời hay sao? Tiêu Viêm, ta tiếc ngươi tuổi trẻ tài cao, lên lần trước để cho ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi đã muốn chết như vậy. Được, hôm nay ta sẽ tác thành cho ngươi. Vân Sơn, muốn động vào Tiêu Viêm ngươi phải bước qua sắc của bổn vương đã. Tiêu Viêm, thực ra tất cả là ta phá, đều là báo ứng cho ngươi gây náo loạn Vân Nam Tông. Cha ngươi là ta làm bị thương, nhưng việc ông ấy mất tích không liên quan đến ta. Nếu bây giờ quỳ gối xin tha mạng, Vân Nam Tông ta sẽ khoan dung độ lượng, mở rộng tấm lòng, giúp ngươi tìm cha. Vân Năng, cầm cái mõm chó của ngươi lại. Lão tông chủ, không phiền ngươi phải đích thân ra tay, tên tiểu tử này giao cho thuộc hạ xử lý. Chỉ là một con chó của Vân Nam Tông, ai cho ngươi sủa bậy bạ ở đây? Đối thủ của nữ vương ngươi là ta mới đúng. Hôm nay cho dù có phải đào cả Vân Nam Tông nền, ta cũng phải tìm cho bằng được cha ta.